đấy anh em ạ. Thì hiện tại là hai chiếc xe của mình đã về đến nhà an toàn và đã cho vào đến trong này rồi, thì cơ này bọn mình sẽ phải kê lên để cho nó đỡ bị hại lốp như lần trước đấy. Bởi vì đợt này bọn mình chắc là cũng không biết đến cơ nào mới có một cái chương trình mang đi để trưng bày như thế, cho nên là hiện tại bây giờ mình phải kê lên như mọi hôm luôn đấy. Thì bây giờ Nùng và Hưng với bọn em mình là sẽ tiếp tục kê con xe này lên nhé. Và đi một cái lỗi kỹ thuật hôm nọ ra là mình hơi buồn rồi vì bị vỡ một cái kính này, nhưng mà không sao, đấy cũng là cái kính mà nó cũng đã từng vỡ một lần và mình mới mua xong. Mình mới mua xong đấy, cái này còn Bugatti cũng kê lên luôn anh em ạ. Con này là kính ô tô chịu lực đấy, kính cường lực đấy. Con này đập đi đập lại cũng nhiều lần rồi nhưng mà không một gì. Nhưng mà cái kính đặt này nó không phải cường lực nhưng nó không ăn thua lắm. Hả? Con này sướng hơn người. Cùng màu một bên đấy, cùng màu lấy một bên. Đây mình sẽ tiếp tục dùng cái kích này để nâng lên. Nói đi đường về Hà Nội. Ok đi nha. Trước cũng được. Cứ lên là được là kê trước ấy. Con phe đây ạ, con Pagani này nhàn, một bên lên là lên được luôn hai bên đấy. Đấy, anh em thấy nó lên từ từ không? Xong kiểm tra xem. Nó bám có một chút thế kia thì kinh ạ, cho sâu sâu vào bên trong. Cho sâu sâu vào tẹo. Đấy, vừa bứa. Đấy đúng rồi. Ferrari đã vừa à quên. Cái gì nhỉ? Pagani đã vừa mới đi hội nghị triển lãm xe. Ở ngoài quảng trường 30 tháng 10 Hạ Long. Nếu bị đua xe full quay. Full quay à? Quay. À đúng rồi, đội toàn đội mũ full quay thôi nhỉ. Đây cái con xe này là bọn mình chỉ mang để trưng bày, nó không chạy anh ạ. Đúng không? Cao có khi cao đấy đúng không ạ. Con bu cũng vậy, mang ra cũng không chạy luôn. Trong gầm luôn gầm nó kê lên. Đấy, ai bên kia mà đúng cái gây sắt kia. Bên đây là chỗ này được rồi nhé. Bên chỗ Nùng hãn hơi thấp đó. Đây cái sàn này là bọn mình chưa sơn lùi, đáng nhẽ sơn cái sàn này vào mới đẹp này. Yeah. Màu xanh đen. Hả? Không đúng rồi, lệch rồi Nùng ạ. Ừ, gần hãn. Chưa được lắm ạ. Bên đây được rồi. Cứ rút vào cây sắt là vậy. Rồi. Xuống chưa? Xuống nha. Xuống đây. Ấy. Kìa đúng cái kẽ luôn. Xem nào, bên này có vẻ hơi lệch ra một tí nhá. Bên này lệch rồi Hưng ơi, cho vào đúng đi. Đặt về nguy hiểm lắm. Đấy đi. Nó phải đúng vào cái cây sắt này nè. Bên chỗ Nùng ra được. Nối lên là một tẹo là xê được cái sắt. Ok chưa? Ok. Đấy, đẹp luôn.
kê lên nhé. Bây giờ là đường sau. Đường sau thì chỗ này dễ thôi, nó có hai cái cây to đùng, à một cái cây sắt to đùng ngay đây này. Là vàng bám ngay ngoài đấy, đúng không? Cố Hưng lùi xuống tí, lùi xuống sâu mấy tí. Đói, lên đấy. Ok. Đâu rồi, kích cho. Nồi bánh rồi đấy. Đây là cái này nè, đây nè. Chưa được, lên tí nữa đi. Rồi, ok rồi. Bên đấy làm sao? Được chưa? Tiến lên tí, bởi vì hạ xuống nó còn sập, tiến lên trên trước cơ. Đấy đúng không? Thôi hạ chưa? Hạ đây. Đấy, vào đúng khớp luôn. Xịn luôn anh ạ. Ok đâu. Đấy đã xong một con nhá. Lại tiếp tục để đây để trưng bày ở nhà mình. Bên kia bên này hơi khoai này, bên này thì kê đường trước à, đường sau trước cái xem có được không, kê đường sau trước nữa. Nếu không thì đường sau cái mà lên nó khó. Xui kích đường này được không, xui kích xuống mé dưới này đi. Trong ngoài mé, trong ngoài chật lắm anh em. Đâu? Ôi, bánh xèo vừa. Đây này, nó đây nè. Bánh xèo vừa tháo kính đằng trước. Đằng trước cũng vừa. Từ từ để xem đường trước xem nào. Nó chỉ cần lên một tí, lên một tí, lên một tí nó không vỡ thành. Nó ở ngang cái dọc cánh cửa xuống ấy. Chốt cánh cửa xuống. Lên đi Hưng, xem được không? Không, nó ngã nó lên đấy. Đồng con này đẹp đựng luôn. Có đúng không nhỉ? Đứng là nó rạc rạc luôn. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn kêu kìa kinh kinh. Từ từ ạ. Lên một ký lên chứ. Đấy, bắt đầu tiếp tục kê con Bucati nhé. Con này khó ra thế nhỉ? Con này nó rất là hẹp. Cái này rít đấy. Rít á. À, ok luôn. Ok chưa? Hay là kê về thôi. Yeah. Ừ, cái này nó lên hết là nó đỏ. Đúng chỗ không?
em thấy vỏ xe nó đè xuống đây. Con này nó nặng quá, đè xuống kinh khủng luôn đấy. Bù này nặng lắm. Bên đấy xem là đằng sau cũng có gì kích không nhỉ? Công tác chuẩn bị lại bắt đầu lắp. À cậu đút vào đấy, nó nảy bên kia lên đấy cậu ạ. Đút vào đấy, xong cậu hạ nó nảy bên kia lên đấy. Đi lên cả đầu này. Ê, anh em lên cả đầu đi, cẩn thận. Dùng cái đấy về sau đi. Gầm của con này trông rất là trắng chắn anh em. Đấy. Quá đẳng cấp. Sau này lại vẽ đi. Đây rồi. Vẽ lên. Phải lên đấy nó mới cân được cái đuôi với cái đầu kia mới đó. Trông nó đã mong manh. Yeah. Bốc hẳn đầu ấy nó. Thế đầu kia hẳn. Quay cái 58 xong nó. Cái bên này là xong rồi. Rồi bên này hạ nha. Rồi. Bên đấy được chưa? Rồi. Cho kích chưa? Đấy. Trông rất chắc chắn luôn. Kê 4 cái, 4 góc rồi. Khá là ok. Xịn đấy anh em ạ. Ok đấy. Kê lên an toàn đấy, xong là lau chùi sạch sẽ. Mở lên để cho nó qua, nó mưa nó còn và nó còn ấm cơ. Cứ phải mở hết ra để cho nó khô. Mở to hoang ra phải. Được không? Con này, con lon thu này là sắt, sắt hộp đen dày 4x8 nguyên cái bản khung của nó, cho nên là nó nghĩa là bản một bản 4x8 và dày 2.8 gần 3 ly, cho nên là cái con này là đầu tiên mình thấy vậy, là cái sắt to quá thế, nó nặng cả khung, xong rồi là cái vỏ, lượng vỏ của con này, cái lượng bột đá nó khá là nhiều đấy, cũng may là mình làm to vậy đấy các bạn. Đá khá nhiều nên là nó bị như nào nhỉ, bị nặng. Nói chung vỏ quá so với lại quy định. Nói chung vỏ con Bugatti rất là nhiều bột đá luôn. Đúng rồi. Đấy. Thì anh em mà có làm cái gọi là cái nhựa composite này thì hạn chế bột đá, bởi khi bột đá vào nó sẽ bị nó nóng bị phồng lên. Cái nhiều chỗ nó bị phồng lên đấy. Đây hả? Thế nó có điểm thỉnh thoảng có điểm bị phồng lên anh em. Mình chữa rồi nhưng vẫn bị. Cho nên là như con Pagani này, anh em thấy không? Nó chỉ có cốt lòng, tức là cái cốt sợi thủy tinh ấy, composite, mấy lại bả matit thôi, thì nó không hề, tuy là để trời nắng chang chang như thế, bề mặt đẹp đự luôn, không có một chút nào lồi lõm. Nhưng mà con này là có bột đá này. Bên đây là mình đấy, trưng bày ngoài trời mình cũng biết được. Xe ngoài nắng thì biết được là nó bị ảnh hưởng như nào. Của khi nắng này, khi nắng nó nóng, nó cái nhiệt của đá nó bị bốc hơi. Cháu nghĩ là cái này bị trước rồi chứ cơ. Không, nó mới bị đấy. Đấy, hôm đấy cháu nhìn mà anh ấy anh bảo là đấy, cái này bị trước rồi. Không phải. Nhưng mà hôm đầu tiên là mình cầm đi là nó nhẵn cơ phải không? Đúng rồi. Cái này là nó nắng nó bị phồng lên. Thì những cái đấy, ví dụ như chỗ này nó không hề bị, thì những cái điểm này là cái điểm mỏng, mình không mài có một chút bột đá nào, mình mài đến ma tít rồi, sợi tinh mấy composite, mấy keo composite đấy. Thế đấy là bọn mình làm dần rồi, rút ra những kinh nghiệm như vậy, cho nên là lần sau anh em ai làm đấy thì cố gắng là cái lượng
sợi làm sao cái form sợi chuẩn nhất, xong bắt đầu là mình bám mắt kít chỉ bám một lớp mỏng là đẹp nhất đây. Còn càng bá dày cũng không tốt anh em. Đây anh em, đây này, có những vết đây này, đây này, nắng là nó lồi lên sần sùi rồi. Đấy, nhưng mà không sao, vẫn là rất là tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ là hai con xe đã được kê lên rồi nhá anh em. Đấy, đây, buổi chiều là bắt đầu mở hết cánh cửa toang hoang ra cho nó khô. Đấy, khô ráo. Được không? Đây này. Đấy. Sang lấy tô vít sang đây để vặn cái. Đấy, ok nhá anh em nhá, tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem tiếp quá trình sử dụng phơi khô ấy con này. Không hôm nhầm. Nay phải phơi khô rồi không? Không nhầm là trong này là mình thấy có cái gì hơi khác khác. Đi sang lấy tô vít sang đây. À, cháu nghi là trong cái con nước đấy. Không biết được. Ok nhá. Chỉ biết được anh em nhá. Đấy anh em ạ, đây này. Mình hôm nay là tổng vệ sinh luôn. Mấy chú cháu đã tổ tổng vệ sinh nguyên cái khu vực này. Đấy, cái này đã xếp gọn gàng, sạch sẽ rồi, ngăn nắp. Đấy, mọi thứ đồ xếp hết lên đây rồi. Trong này, cái này xong lúc nó chuyển những cái đồ này đi. Những cái bên trong này, mình cái nào mình dùng mình lấy lại, cái nào không dùng mình mang đi hết. Xong là cái này rửa, sẽ rửa sạch tinh một loạt luôn. Thì những cái ống xả mình sẽ giữ lại để sau này ví dụ có làm cái gì mình vẫn làm được đấy. Đấy anh em nhá, đây thì đoạn cái này làm đống rác luôn. Đây Nùng đang này hót đống rác vào đấy, mang đi cho người ta ô cái kính này xịn đấy nhỉ, kính này chất đấy, kính này mua bên Ý. À, cái dao vứt lên cho nó còn một đống dao như vậy. Cái này là có khi là để đi tránh trời mưa rồi cái này. À, tránh bọ nó bay vào mắt được, vẫn còn trong nó phết đấy, mới đoạn là trong đấy thôi, nguyên khu vực ở mé trong kia. Và cái này bọn mình tiến dần ra khu ngoài này, ngoài này cũng khá là bề bộn, mấy hôm vừa rồi đi sự kiện không có là làm được việc ở nhà, rất là bận luôn. Đây con Zeco này bọn mình đang trên quá trình là hoàn thiện nhé. Đấy, nhưng mấy hôm vừa rồi bận quá anh ạ. Còn đây đã nhặt ra một đống giấy và sắt vụn. Sao bác mua hết đống này chứ hả? Mua hết cả đống này luôn. Vâng, đấy tờ nhặt ra toàn sắt vụn, kia một ba sắt vụn này. Lúc nãy nhặt vào toàn một ít sắt vụn nữa, bán hết đây. Còn cái này là nhìn điều hòa nhưng mà mình không dùng cái này, thế là cũng bán nốt điều hòa ô tô ấy. Có đoạn nào cái nào đồng thì lấy thôi, còn đâu này những cái nhựa thì đồng cũng chỉ có một cái sợi để về làm cái thiết kia, còn đâu còn đọng lại đầy đồng kia. Đấy, cái này sẽ nhặt rồi bán hết cái khu vực này để nó gọn ghẽ, không bọn mình rửa ráy rửa sướng đi cả hai bên cho sạch sẽ nghe ạ. Đấy, hiện tại thì bọn mình đang thì rửa toàn bộ cái khu vực xưởng bọn mình nha anh em ơi. Đấy, rửa hết xưởng cho nó sạch sẽ đi. Qua mấy hôm bọn mình không ở nhà cho nên là chỗ bụi bặm nó lên rất là nhiều luôn. Kiểu mình, tuy mình làm việc thì mình dọn hàng ngày nó sẽ sạch hơn đấy, nhưng mà hai ba hôm mà không ở nhà thế là thế nó bề bộn quá, bắt đầu dọn rửa sạch hết khu vực này luôn.
đấy, con Jacko đây anh em này. Ở ra xịt ở cái mé mé này cho nó hết bụi đi Hương ơi. Đấy, xe này mé này nó tán vào. Thì được cả trong lòng rồi nữa là tốt nè, trong cái gầm của nó này. Đấy, gầm này sau này tụi mình chúc vào đây mình làm đấy, là nó cái hạt sợi thì tinh nhỏ đấy nó rơi xuống bụi lát. Đây là sau này là gầm của Jetco anh em nhé. Đấy, xe này mình làm tất cả những cái gân liếc này rất là cẩn thận luôn. Anh em thông cảm mình lau cam nhé anh em nhá. Bụi quá. À nước nó bắn mà. Đấy, sạch sẽ luôn. Đánh ổ điện ra nhá, lại vào ổ điện là nguy hiểm lắm. Hả? Còn chưa? Ở trên này rửa chứ. Tổng vệ sinh sửa ngay nhá. Thì đây láng ngoài kia. Để xem thêm bọn mình hôm nay đã xếp gọn gàng hết mọi thứ. Đồ đạc ngăn nắp. Anh em ạ. Đấy, ngăn nắp hết mọi chỗ rồi nhé. Thì những cái chi tiết nào mà mình cần dọn dẹp là mình đã dọn sạch sẽ. Còn form mắt tang này là chuẩn bị xong, đã đến tiến về phần nội thất rồi. Thì là trong một vài ngày tới bọn mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề đấy, độ là đâu là vào vô lăng rồi ga tuần xe rồi thì ghế. Đấy, là toàn cái điểm quan trọng luôn. Quan trọng của một chiếc xe đến ghế nữa là xong anh ạ. Đây, khu vực này thì mấy cái đồ này thì là ngày mai mà mình sẽ công tác quay thì mình cũng không có cất đi để nguyên vậy. Con này là còn cái bình xăng này, bình xăng thì mình chưa có hàn nhé, hôm nọ mua vé nhưng mình chưa có hàn. Cơ nào là mình sẽ hàn nốt, hàn nốt là mình sẽ để cho nó được gọn ghẽ vào, xong mình lại nổ thử xem là tình hình nó như thế nào. Hôm nọ là mình có dây điện là nó bị lệch điện, nó không nổ. Đấy. Đấy anh em ơi, nguyên đống sắt này, cái bình xăng mình cũng dùng đi, cái đống sắt, đống nhựa kia, thế là tổng cộng là được 500 à? 500 nghìn cơ anh em ạ. Toàn sắt vụn với lại cái giấy thôi. Đấy. Và cái này Nguyên đã rửa ra đến đây ngoài này rồi nhá. Sao Nguyên? Ok không? Ok chứ. Ok á? Có ok. Sắp lấy vợ chưa? Có. Sắp lấy vợ chưa? Cháu gần. Giờ năm sau tôi cưới. Vậy cái này rửa xong thì có cái gì đãi anh em không? Hả? Có gì? Đấy anh ạ. Ngay khu vực này, cái này là rửa sạch đến đây, cái xưởng bên kia thì chắc là tối đêm rồi, không chắc có rửa kịp. Hay là có qua xịt được không? Không biết. Có qua xịt được xưởng bên kia không? Hả? Thì từ đuôi con xe cũng có tí ra thôi. Yeah. Quê kìa. Hai chuyến anh ạ. Đấy. Hai chuyến chắc phụ. Chất rồi. Hai chuyến chắc phụ luôn.
được khá nhiều tiền đấy. 530.000 là được thoải mái ăn kem. Mấy ngày? Dạ. Hả? 530.000 là ăn kem cả buồn. Rồi, rửa xong rồi. Bóng lừa luôn. Bàn của mình. Nghe hôm chiều bọn mình là để kính nha. TV này. Với lại cái chỗ quần áo treo đây. Nói chung cái khu này là cái không gian làm việc cho nên nó không được gì lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng kiểu mình cũng để lắm đồ ấy. Còn không gian mà nghỉ ngơi thì nó khác. Đây là không gian làm việc của anh em mình nhá. Đấy. Và ok không? Đấy anh em ơi này. Đây cái cổ bô lăng mình vừa tháo ra này. Cái này nó còn đọng lại những cái đất này này. Đất cát này khá nhiều trong này. Xịn xò chưa? Đấy tháo ra cái đoạn này bên trên là quấn khá nhiều băng dính vào đây. Nguyên ơi. Đặt đâu? Ui xuống đất này. Nguyên ơi. Đâu ạ? Đấy nguyên cái đám này là phải lấy hết đất ra. Bên trong mà nó có mình sẽ làm một cái ta để bắt sau này giữ được lại cái cổ bô lăng nó chắc hơn. Chơi chứ. Đấy, quay. Ui, cái đấy thả ra rồi chú. Thả ra rồi. Bây giờ mình sẽ tháo. Rồi chết đấy. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tháo đất ra nhé anh em nhé. Gõ bình cứ nói bình thường không? Cái này khá là nhiều đất đấy, bây giờ mình lại phải lấy ra này. Ôi giời, cái đầu này là kiểu băng dính giấy đấy em ạ. Băng dính giấy nó dính vào đây đâm bài có khi là những kiểu khá là mình để đấy, là cho nó đỡ sét cũng được ấy chứ. Nhìn nước nó bám mà. Rồi. Cái này vậy giờ to bé này luôn. Vậy thôi, bên nó còn cái chắn nữa mà. Nó có một cái chắn ở trên nữa phải không? Ừ. Trên này như chắc là còn không xem cho mình, như đây trên này nó có cái gì nữa ấy. Mấy đùng quanh này chung quy lại là nó ở trong áp tìm thì nó cũng khó gì lắm. Nếu mà chỉ có xe ngoài đời mà tìm thì được không? Yeah. Mua hay là mua? Mua gặp cháu là cháu mua. Qua mất tang thì ở đây thì anh em đang lấy đất. Đấy, ở đây chị Nguyên đang thì mài nốt cái phần vô lăng này còn lại này. Cái vô lăng này nó hoàn thiện rồi, nhưng mà kiểu thời gian thì đang chờ thì mài lại những cái lỗ lâm tâm li ti đấy, nó có châm kim đấy. Phải không Nguyên? Vâng. Đẹp hơn chưa? Đẹp hơn rồi đấy chú. Đây nè, nó cái tệt lỗ này là hôm nọ nó bị bục ấy, thì mình phải cho một tí vào bên trong rồi. Phải bả lại chứ không, từ lúc mà sơn nữa. Sơn ấy. Mất công phải bả lại lượt nữa. Ý là mình làm vô lăng để cho nó gọn đấy, xong bắt đầu mình lắp vào trong kia để mình làm cái cổ vô lăng nó dễ đấy, đúng không? Đấy rồi video tới này thì bọn mình sẽ có khí là xử lý cái phần này đấy, dồn tập vào cho con form bất tang này nó xong sớm. Đây nó là cái phần không gió phía sau, cái này gọi là cái cản gió, nhưng mà bên dưới của nó là nó có một hai cái ống xả hai bên. Đây trông hơi khó kìa.
ấy, hai ống xả hai bên là mình bốn ống xả. Đấy, bốn ống xả này thì là bọn mình phải làm cái lưới để đo kích cước, kích thước cái ống của cái ống xả này ra này, xong bắt đầu mình mới tính được ra cái khoảng gầm này để làm cái cánh gió, cánh kiểu cánh tản nhiệt ấy. Nhưng mà ở xe này thì nó không nét, có khi mình phải lên áp ấy, thì mới nhìn được cái khoảng này nó nét, cái độ chi tiết của nó như nào mình mới làm được đấy. Còn ở trong đây thì đoạn này cái cây sắt này, cây sắt này bọn mình đã quyết định là để lại cái cây sắt này và không làm cái phần lưng này che đi nhá. Cái phần lưng này bọn mình sẽ không che nó đi, mà để thò cái sắt này ra ấy, xong bắt đầu là sẽ nguyên cái khu này mình sẽ sơn lại cái cây sắt đấy, xong cái nền kia cũng làm đẹp lại kìa. Nói chung là ở bên phía sau này thì trông có vẻ nó không được gì lắm, nếu mà nó bị ngăn cái đường tường kia thì trông cũng không được đẹp lắm nhỉ mọi người, nhưng mà chắc cũng không được gì đâu, sơn vào nó đủ màu. Cây này sơn đi, xong về sau cái ghế nó ở đoạn này nó lên nó che đi rất là nhiều luôn. Còn phần trần này nữa là đến lúc đó mình sẽ lắp vào xong để xem mức độ hoàn thiện đến đâu, xong người thấy nó thiếu đâu mình sẽ bả nguyên cái ria này lại, lùng quanh cái ria này lại đấy, để cho nó khít vào. Sau này nó hở khoảng 3 ly đến 4 ly là bọn mình sẽ dắt cái mút xốp ấy vào là sẽ được một lần 3 ly mút xốp, mới một lệ hơn 1 ly nó cũng 4 ly rồi là ra là thành một cái trần đẹp lụt luôn, không bị sát quá nó bị cộ. Nguyên nhỉ? Hả? Được rồi. Mài vậy là được đó. Đấy, kia thì lùng mới là ai Hưng đang nghề công tác chuẩn bị là rửa cái cổ vô lăng anh ạ. Đây này, đồ mới được. Đó, thạch tinh. Cổ trông vậy mà trông cũng hơi chất. Là view nó đúng hàng chứ. Sáng chưa? Đồng xanh luôn. Ở đây thì mình lấy cái này. Đây anh em. Đây lấy cái này. Đám này bắt đầu mình cổ trong đấy nhá, đây cổ trong này. Ấy, anh em ạ, người đây lợi đang bắt cái tai để làm cổ vô lăng đấy. Cái này cổ này mà trong phải bắt vào xong bắt đầu mình mới dán composite. Xong lúc đó nó mới giữ lại. Chứ hiện tại thì cơ này mình mà không bắt vào đây không có điểm tựa. Máy kia. Máy đen thì như cũng có. Đen nào? Đấy. Máy ơi. Thank you.
đúng để lấy mẫu ra ngoài. Đây con ốc ngắn quá. Không được không? Lấy mẫu để khoan cái kia. Đâu rồi? Ốc đâu? Vít vào nó mới đúng tâm. Chú Thảo này. Khoan đó. Cái này là khoan cái này nè. Thì dán đấy chứ. Nhưng mà cái này mình mà không bắt về dán nó tuột ra ngay. Mình cố định nó xong nó ra mình cứ dán bừng nó thôi đấy. Cái này cố định vào để bắt vô lăng ấy, để cho nó thẳng. Lại lắp vào mình dán trực tiếp mà nó lệch vô lăng mất. Dán xong là tháo vít ra. Ok. Yeah. Phóng anh em. Đấy. Rất là quay luôn. Quay. 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 Bây giờ thiết kế một chiếc xe VF quay. Nó có qua có V, hôm qua hôm kia có VFY nữa. Mình làm một quả VFY nhé. Đúng rồi. Tháo là thao hai con ốc này ra thôi chú. Ừ, được rồi. Tay này. Nó cứ tím tím này. Nó chưa khỏi hẳn đấy ạ. Chưa khỏi hẳn đấy. Còn lung lay không? Thế lung lay đây. Gãy xương lung lay đây. Nghe. Đây cũng lung lay, đây cũng lung lay đây. Có lung lay vào cái kia. Thời tiết này quá nóng luôn. Cái này bả đâu á? Đây là cái này. Đấy. Thế vấn đề gì? Không. Nhưng mà bà làm thầm rồi nó đẹp. Mẹ mấy lượt đến. Cái này nó bị... Cái vào bả nó bị nhẹ luôn. Còn mình ra sẽ chỉ bán chỗ này, chắc là dưới hốc gió này, dưới cái hốc bánh này không cần. Dưới bả cả hôm nay nó sơn nó bóng. Tốn bả, 1,5 triệu một thùng đấy.
anh nhà anh thì cứ đuổi kinh triệu mấy thì được chục thùng luôn, triệu mấy không được, trăm rưỡi trăm hai một thùng này. Đấy. 120 một cái thùng này anh ạ. Triệu mấy? Còn nếu mua ở đây mình mua là 140. Còn 170 à? À đúng rồi, mua ở ngoài 140. Ở đây mua ở đây là mua 170. Thế trên này. Chuẩn á, trên này xịn chưa? Đây mà cả khu vực này xong rồi. Hôm nữa phải sơn hết khu vực này lại các anh ạ. Cái này sơn lại, sơn màu gì vậy? Sơn cả cái nắp này lại. Sơn lại sơn màu gì vậy? Sơn lại sơn màu đây. Sơn lại sơn màu đen. Trong cúp trong lòng thì chỉ có màu đen thôi. Làm gì mà cho màu trắng vào làm gì? Hoặc là màu đỏ, màu vàng vào làm gì hả? Cháu nghĩ cho xanh màu tím vàng. Không. Góc này một màu, góc này một màu. Đây, bên trong là nó có sắt rồi anh ạ. Đấy, cái này là nùng đang thì cứ thế là mài qua nó đi. Mài qua nó đi xong bắt đầu là mấy cái này đá. Đấy, còn cái này. Trong rồi nữa. Dán xong rồi mình sẽ tháo những con vít này ra này. Những con vít này nó không có tác dụng gì nhưng mà mình phải dán để nó khô cứng ra. Mình mới tháo vít. Đi thì cái này cứ bả tám này, cái góc này mà chắc là sẽ bị mài đi, bả ngược lên nó có đi hay hơn, ngược lên đây vắt ra vậy, về đấy đấy để nó giáp hiệu quả hơn không? Đấy, ví dụ mình bà mài cái góc này đi ấy, thì nhớ mình nó vẫn còn động lại cái này này. Đấy, xong phát sau ấy. Phát sau thì đưa, đừng đưa sang. Đưa tầm lưng thì nó để giữ lại cái này.
xưa vào một đá vào những cái kẽ này mới khiếp khủng. Nặng nặng như ultra. Bên đây là bả sọc. Trong này rồi. Xong rồi tất cả những cái đường này mình phải sơn đi, sơn lại cho nó không bị xếp, bởi vì con xe của mình làm cái thời gian để hoàn thiện từng những chi tiết nó, mà đấy là thời gian nó khá là lâu, trong gần 1 năm hoặc là 7-8 tháng, 6-7 tháng thì cái lượng lượng bị ăn mòn của thép ấy nó cũng khá nhiều, của chỗ nào cũng thấy nó bị rỉ vậy, nhưng mình chỉ cần trà qua xong mình sơn vào là ok. Còn dưới gầm thì bọn mình đã chính chỗ nào khó thì bọn mình đã mài sẵn hết trước rồi và sơn vào đẹp đữ hết rồi, thì sau này bọn mình chỉ cần phủi sạch đi xong là có xịt thêm một lớp chống rỉ nữa thì là xịt thôi, là ok thôi. Còn mé trên là những cái mé trên này là mình dễ làm thì mình chưa có sơn anh em ạ, đấy để đôi khi mình còn hàn đấy, mình còn hàn thì mình còn bám được vào cái chỗ đấy, nếu mà sơn vào lại phải mất công đưa máy vào mình trà thì ở trong sát những trong góc đấy mình mà đưa máy là không thể đưa nổi, mà nếu mà trà bằng tay hoặc trà bằng cái lõi kia mà trà cái lớp sơn đi thì nó lâu, cho nên là bọn mình chưa sơn là vì như vậy đấy anh em. Trông ấy đôi khi để bảo là nó rỉ xét thế kia rồi mà không sơn nó vào là lý do vì như vậy nhá anh em nhé. Ở những cái kẽ xấu đấy cái này mà ví dụ trà nó rơi những cái bụi gặm vào thì cũng mấy hôm lại ha. Nên là cứ mình cứ làm xong hết một loạt mình sơn lại. Đấy, sơn nó đỡ tốn, vừa đỡ tốn công mà vừa đỡ tốn sơn. Ok. Đấy cái nắp này thì hôm qua là Nùng đã làm xong rồi, đẹp đự rồi. Đẹp đự luôn. Đẹp đự luôn ấy. Từ đẹp đự nghe thích nha. Rồi mình bắt đầu là tiến hành dán mét trong anh ạ, dán để giữ lại cái mảnh thép kia kìa, cái mảnh thép này đấy chắc lại ok luôn. Một lúc nó khô là bắt đầu mới tiếp tục dán cái mặt mét trên này. Mét trên này cũng chỉ dán vừa để còn để ý, còn bắt được 3 con ốc kia kìa anh ạ, chứ không phải là bịt hết. Làm cái ria đó gọi là làm vuông vuông ria vào khoảng 2 phân thôi nhỉ. Yeah. Cái này dán có khó hơn ở trên xe vậy, dễ chứ, bỏ ra ngoài dễ làm luôn đi nhỉ, ra ngoài cũng đơn giản. Mình dán vào có kia cái tấm thì nó cứng thì nó không đỡ. Yeah. Đỡ vậy chắc vậy, đoán vậy thôi không biết đúng không. Đây chỗ này thì là Nùng đang làm, đây thì Hưng đang bả trên đây cái nắp capo này, ngoài này thì Nguyên vẫn đang để xử lý cái phần vô lăng anh ạ. Đấy, một mình đang để lủi thủi làm sao mà đẹp trai mà like nhiều thứ thế, like gì đẹp trai thì like gì, đẹp trai like gì được, chẳng biết đâu đẹp trai like gì. Cái này Nguyên là đang bả ra chi tiết lại anh em ạ, những cái chỗ nào nó bị châm kim nữa là sẽ bả kín lại, xong nữa là xong hoàn thiện rồi mình sẽ sơn một loạt luôn để cái phần vô lăng này, cổ lăng này, táp ly nội thất bên trong được hoàn thiện cho chiếc xe Ford Mustang của mình nhé. Đấy làm gì Hưng, xe lên để tháo sóc. Nâng lên tháo sóc á, làm sao để tháo ra? Tháo để mua sóc mới lắm. Mua sóc mới á? Dạ. Ui vậy thì chết lại, người đấy nguy hiểm đến tiền nó. Ít tiền mà cứ lúc nào mà mua sóc mới vậy thì. Thôi đùa với anh em đi mua ông lấy lại mua rồi. Đùa với anh em chứ tháo sóc ra để nâng sóc. À, sao đợt trước cắt đi rồi này nâng? Thế bây giờ ơi. Vậy thì đã ốm ấy, nguy hiểm lắm, đùa tí thôi anh em ạ. Đợt trước là bọn mình có hạ sóc nhưng mà kiểu cái kia nó yếu quá kìa, thế là nó xuống mất một chút này anh em thấy không, mức độ cái sóc này nó mất 10 mấy phân này, kinh chưa.
Đoạn này là như mình đo phải 18 phân rồi. Còn những video anh em xem trong video chính ấy, thấy chiếc xe của mình nó rip chạy kinh khủng đấy, là do cái này này, do cái khoảng này này nó sát vào vỏ này quá, thế là độ tay lái rip chưa ăn thua, bởi vì nó sát vỏ, nó mà rộng tí nữa chắc rip còn ác liệt hơn. Thế cái này mình quyết định là nâng nó lên một chút đấy, Hưng đang thì kích lên để cái này mình sẽ tháo bánh ra, xong là tháo cái sóc ra cho nó lên khoảng 3 phân nữa, xong đằng sau thì mình hạ xuống. Là như video trước ấy, là anh em có bảo là nhiều người bảo đường sau nó cao quá mà. Đường sau cao. Đúng không? Thế thì nhiều người cũng bảo thế, thì cái này mình sẽ chỉnh sửa luôn. Trước khi nó hoàn thiện chiếc xe này thì mình phải chỉnh lại toàn bộ cái hệ trong cái treo này cho nó cân bằng hết cái xe này đã nhá. Đấy, xong là lúc đó khi ra lúc sơn xiếc vào nó mới đẹp được. Dạ, phải không Hưng? Đấy, được. Ê, có gì kê mà. Kê thêm cái lốp nó vào đi. Trông có vẻ hơi bị non đấy nhỉ. Một đống lốp mà. Anh em mà mua bán bớt đi, tiền mua kem ăn. Đấy, cái cục ABS này đáng nhẽ hôm qua bán luôn đi, thì bởi vì chẳng biết sau này có đúng không. Đây, cái cục phanh ABS này. Đây, để cho sách chúng cho bán luôn. Bán luôn á? Thôi, để chiều. Cái này nó còn mát rồi, chiều nó nóng mới bán, mới mua kem ăn được. Bán chiều bán nốt mấy cái lốp nữa nhé. Lốp này thì mình để cho anh em rồi. À, để cho anh em. Để cho anh em rồi. Ai đừng để lại quá. 6-7 quả vẫn đấy, tàn lốp xe cũ trước. Mâm rất là đẹp đấy. Nhưng mà kê một quả có vẻ bông bênh lắm. Kiểu nó rồng rành đấy. Cứ đưa vào thử xem. Rồng rành như sóng bò biển. Chưa rồi, chưa tới đó. Kích lên nữa nhỉ. Ây. Lên hẳn mất. Được rồi. Lọt rồi. Ok. Quá lọt luôn. Nhưng mà một cái kiểu nó bông bênh nó không lật được, bởi vì đằng sau nó có bánh xe đúng không nhỉ? Hai đằng sau nó hai bánh rồi. Ừ. Ok, hãng đi. Đây này nó dễ hãng đi. À, được cái này. Đấy, ok nhá. Cái này mình sẽ xử lý luôn. Tháo cả lốp mình ra. Máy ở đâu nhỉ? Hưng vậy? Máy ở ngoài xe đúng không? Ở dưới gầm một cái nhặt cái vặn con ốc là lôi ốc ra, lôi bánh xe ra. Super view. Ui, xịn thế nhỉ. Đấy. Vì cái này tàn dựa nó vào đấy thôi nè. Nè. Tàn dựa. Nước nhựa composite đấy. Đây. Thay thêm cái bát này ra. Tháo cả ra. Không, cái này càng á cái tốt. Tháo cũng càng á ra được. Bẩn quá, hôm qua không xịt được trọng này cho nên là hơi bị bẩn. Yeah. Mà lần nhớ xịt hôm qua quên mất, không bẩn lắm nữa. Ok. Tiếp tục mình tháo cái này nhá, cái này mình tháo nhá. Tháo nốt bánh bên kia đi Hương ạ. Tháo nốt nhá. Nốt. Bắn nó rộng thế này cơ mà. 12-20 phân mà nó hạ nó đè một phát chính tỏ cái sóc này nó nén cũng khiếp khủng đấy. Yeah. Được rồi, cái này mình sẽ cái kê cho tăng cường sức mạnh cho nó. À mà có cái lò xo nhỏ mình cho đút lòng lọt vào trong mới được ấy nhỉ. Phải không? Nếu có lò xo nhỏ đấy. Lồng đôi nhỉ. Lồng đôi lò xo. Được.
để anh xem mình nghiên cứu thử em có lò xo. Đây anh em ạ, cái này này, hai cái vòng quay này nếu mà mình để cả như này thì nó khá là cao so với lại cái sóc của mình. Hai cái vòng sóc này hiện tại mình đang muốn nối là khoảng mình tháo tung rồi đi. Đây đùng đa vừa làm xong rồi, cái này đang ép cái đấy rồi cơ. Đang ép cái này đây. Cái sóc này vừa tháo ra rồi nhá. Đây này. Thì con này là mình muốn nới nó lên một chút bởi vì cái mình cứ tưởng là nó cũng cứng lắm mà cũng yếu, ngoan thu. Thứ của nó còn nó có độ độ dẻo đấy. Cái này mình có bình khí đun nóng rồi ép. Dẻo tại có bình khí không có ạ. Thì cái này mình sẽ nối thêm cái này ra thì nó chỉ nối khoảng 3 phân thôi. Nhưng mà cái này nó tầm độ 6-7 phân hoặc 7 phân thôi. Quá. Nó cao quá thì khi cao quá thì mình ép vào kia là thứ nhất là khó, thứ hai nữa nó lại cao vượt trội hơn. Thì mình ra mình cho nóng cho người ép cái này lại một chút là được. Yeah. Nhưng mà nóng xong nó có yếu xong không? Không, đoạn này nó đoạn dưới đáy không sợ. Nó chủ yếu là lực là chịu lực cái giữa kia. Đúng rồi. Đấy cái dàn kia kìa. Đấy cái dàn đấy nó mà ok là được, còn cái này mình gọi như kiểu đồ nâng đấy. Đấy con này mình sẽ mang đi để ép cho nóng, nếu mình có bình khóa tốt nhưng mà không có anh ạ, không có bình khóa mình sẽ mang ra cái lò rèn đấy, người ta rèn cho mình cho nóng lên. Đấy, cái này cho lửa để ép lại trong cái đầu đấy, đúng rồi, đẹp quá. Nó lại bỏ cơ này quái việc rồi thì lại cho lên thì không có chi không ạ, sợ gì tao thì tao chẳng sợ, có điên các con dụng nhiều à, đúng rồi mà sợ. Đấy cái này cháu chỉ cần ép thôi, cháu chỉ làm cái này nó làm cái đệm thôi không ạ, chứ còn như ông nói vừa rồi bảo là nó không rung giật thì cũng đúng thôi, tức là khi cho lửa vào nhiệt nó kém đi nhưng mà cháu chỉ cần làm cái đệm thôi, nó hết mẹ cái đồ giảm cấp luôn, nâng cấp thôi, cháu chỉ nâng kiểu nâng cao ấy mà. Được. Lò cái này là rèn đấy, thép này, phải thép này mà làm dao thì xịn xò luôn đi. Xe cổ. Vậy mà hôm làm sao lại đi về chỗ qua sửa cho cháu đi về được đấy? Đi vào cái thằng phòng. Ơi, vào phòng áo hả? Phòng áo. Vậy được chưa? Nữa không ạ? Đi nữa cho cháu đi. Đấy, được đấy. Thôi nhá. Vâng. Thôi nhá. Vâng, ok. Đấy, tầm ấy vừa đẹp. Đi tao vẫn vào trong phòng áo chơi mà. À, phòng áo họ đi tuột lên mét thế đấy. Xong rồi là đi qua nhà mấy cái anh ấy. Vâng, đi qua chỗ đấy xong đi ngược lên về nhà. Qua nhà. Vâng, đi ra đó là đạp đấy. Cháu đang bố làm sao mọi hôm ông lại đi về đường đấy. Nếu như hôm nào mà tao mà xuống cho phòng áo, tao tới rồi tao về. Vâng. Hoặc là tao đi mà có việc, tao bắt phòng áo làm cho tao cái gì đấy là... cứ từ từ ông ạ, để cháu thì xong rồi một chút nữa để cháu không gì cho cháu cái này nó thẳng năm tẹo để cháu hàn không cái mé dưới cái nó bị quắt cái này rồi cái đấy cái dưới này đẹp rồi cái trên luôn đấy cái này chứ. Vâng đấy. Cho nó nâng lên nữa. Vâng đúng ạ. Nâng thẳng ra như cho thẳng vâng luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cháu về cháu còn ghép vào mấy cái sọc. Được chưa? Cái bên nếu thẳng đấy cái chỗ không kẹp tay đấy là cái này là phải là phải cho uốn lại. Vâng đúng rồi đấy. Đẹp rồi. Ok. Đây anh em ạ. Rồi, đã có sọc nha. Mình cháu lên đẹp hết. Đẹp sao được, cái này ông chỉ đập xuống thôi mà. Đây này bạn cái này. Đập lưới không phải nung rồi. Người ta nung lửa lên chứ. Ý là cái này mình chỉ là làm gần như một cái bát đỡ ở đây thôi anh em. Đây.
lòng này thôi này. Đấy. Chứ mình không phải là mình không phải là mình cố tình là mình làm lên cái phần này mình nung nóng, mình mà nung nóng lên đây là nó không còn độ đàn hồi đấy. Đây là mình chỉ hàn ở đây thôi anh em này. Nghe như kiểu một cái bát bát đấy thôi. Không, nung nóng cái đấy lên, nhưng ý là mình không phải là nung cái này. Còn cái này nó ở dưới đáy. Nó ở dưới đáy thì không sợ lắm. Đúng không? Sự đàn hồi của cái này thì là hai cái này mình sẽ làm sang hai bên. Cái này là bên kia. Còn bên đây là cái này. Cái đấy cứ đến 6 phân mà hả? Nhà ông chị ơi. Không, nhà ông lò rèn đấy. Rồi, cái này hàn vào nha anh ha. Đấy, đây mình hàn xong rồi. Mình đấu vào cái sóc này ok rồi. Chờ nguội nguội tí rồi lắp vào. Trên này hưng máy lắp xong chưa? Chắc là phải 3 lượt nữa. Hả? Từ ngày đến tối. Cầu cường vậy. Mài nhanh nhanh rồi tìm cách cho nhanh, giải quyết nhanh lên. Đây còn ở trong này thì đục đang thì kiểu làm cái đường này đi. Đấy, để cho nó gắn liền lại. Chỗ này trước kia là kiểu mình chưa làm được vì nó chưa có cổ vô lăng. Ê, hình như là ngày mai không cầu á. Không biết. Thế là cái này có cổ vô lăng rồi, nó bắt đầu là mình sẽ nghiên cứu. Thôi mai cho mày vào ăn đêm thôi. Lắp ghép vào nhé. Cả cái mé trong cái nữa, tức là về sau này thay cái cổ vô lăng mình nhìn vào bên trong ấy nó sẽ nhìn kín đi chứ không phải là nó thò ra đâu. Không trông cái bên trong. Ở đây nó có đồng hồ không? Hay nó? Có chứ. Đấy là đồng hồ á. Hay là lắp cái đồng hồ ở xe cũ đó không? Yeah. Lắp vào có đồng hồ được. Lấy mấy cái đồng hồ xe cũ vào thôi. Đồ hôm qua bán luôn cái đồng hồ đó. Đấy. Ôi giời. Gọi bà đấy chưa mang đi đâu. Gọi bà ấy mang lên giá rồi giá lại 500. Để lại tiền nhé. 500. 530.000 thì một cái đồng hồ 500 thôi. Mẹ giá lại có thể giá lại. Vậy thôi à. Cái này mình lắp ghép vào thử xem có được không. Nhưng mà có khi cái này hơi dài. Mình phải nén vào rồi. Phải nén vào không nhỉ. Không nhỉ. Nén đi. Mày ghép đi. Vẫn dài à. Dài đấy. Thôi nhưng mà cứ để yên xem lại. Không ý là mình nới nó ra rồi. Nó sẽ dài thêm một chút đấy. 3 phân nữa còn đâu nữa. Anh ạ, đó bắt đầu ép rồi. Ép vào nè, ép vào xem được không cái này. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Vì anh ơi, vì lên đây rồi nè. Ô, queo ô. Queo ạ. Mà queo mà nó nảy cái này. Nó lên hẳn cầu thang cái này. Ô. Xem nào, được chưa? 34 nhá. Ê, được rồi, 32 rồi đó. Nhưng mà phải nén thêm tí nữa. Dạ. Một giây mà nó giãn ra đấy. Nghĩa đó. Thôi. Sợ bật à? Thôi. Sợ bật à? Quăng queo cầm cầu thôi. Bật đấy. Cong vậy giữa cái gì? Bật đấy. Cong tí rồi. Cái gì? Đây luôn nè. Quá tuyệt vời luôn. Không tuyệt vời đâu. Ai là nhà sáng kế là cái này rồi không? Pháp đi. Pháp á? À, Argentina. Ủa? Quả tiền đây. Hưng. Làm mấy gì đi đã gì? Làm mấy người hình bọn tao thì còn giả hứng gì thôi. Quà sinh nhật. Ừ đấy, về vừa rồi không hỏi kỹ. Vì sao? Có kỳ phải ép thêm tí nữa. Mình còn chả được ăn miếng bánh kem nào. Quê. Vậy cậu phải cho ngược viên gạch lại cậu ạ. Cho ngược viên gạch đầu kia lại. Đầu kia nó bị vỡ này, đầu trước này nó đang bị vỡ mà. Đang vỡ à? Ừ.
nhấn đấy. Thế cháu mới bảo bật chứ. Được. Đổi đổi đầu, đổi đầu. Vỡ bị nánh bên. Này phải ăn. Với lại đun sâu vào tí nữa hả? Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ phải tiến hành ép nó vào anh em ạ. Không thì không không thể nào ép vào được trong cái gì nhỉ cậu nhỉ? Cái đấy là cái, gọi cái là... càng A. Càng A. Không ép được vào càng A. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Hôm nào? Em dài. Từ ngày hôm qua rồi. Em dài. Ui giời. Khá là ok. Được đấy, cái này trông nó vào ấy đấy các bạn. Vậy được không? Nó đi vào buộc trong. Buộc này quay anh em xem nguy hiểm lắm. Ừ, rồi rồi nhá. Tắt đi. Ừ. Thôi. Tắt đi, tắt đi. Quay cho anh em xem nguy hiểm. Không, quay cả cho anh em xem. Không buộc được đâu. Nguy hiểm lắm. Không buộc đâu. Được mà, đoạn này được. Cậu yên tâm. Thôi chơi anh em vậy thôi. Tí mình quay cho anh em xem tiếp nhá. Để hoàn thiện thôi, để quay hoàn thiện. Vậy thôi không quay nữa nhá. Đoạn bục bục này. Sợ lắm. Thôi vậy thôi. Nó bé bé cô lợi nghe thấy mình đang quay cho anh em xem nhá. Tránh trường hợp tiết lộ thiên. Đấy. Thiên cơ bất khả lộ. À. Một giây hơi khó đấy. Cháu nghĩ là một giây là được rồi. Cháu tắt máy quay rồi đấy. Không quay đâu. Tắt rồi. Tắt rồi. Không có gì đâu. Quay cẩn thận nó bật vào người ấy. Sắp ở kính. Nó lò xo mà. Nó có độ nén, độ phật. Cậu ép có thấy nó căng không? Căng chứ. Căng đét luôn mà. Ra rồi, ra rồi. Thông rồi, thông rồi. Tìm đâu nhỉ? Tìm kia. Đứt dây á? Đứt làm sao được? Đứt. Nó làm rồi đứt mà. Ủa. Nó nghĩ cái lực này không không thể nào mà đứt được. Đứt rồi đứt. Sắp xong như chú Mít. Sắp. Uê, lâu thế nhỉ? Đoạn này là đoạn cầu kỳ mà. Cẩn thận nhé, nó bật đấy cậu ạ. Cái này nó có cái này nó đã bật rồi. Nó dỡ cũng giữ được hai bên rồi nhỉ. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Nhưng mà tí nó cắt dây ra có rẽ. Quá chứ. Bên trong này nó là gì mà. Như lần trước đó mới là cắt dây là hơi bị khó. Lần trước là nó kiểu mình làm dài quá. Nhưng mà lần này sẽ cố gắng mà. Ngắn hơn mà đâu mà. Ừ, sáu nha. Lần này sẽ làm ngắn hơn. Để xem nào. Thì thả ra nhé. Thả ra xem nào. Thì phải đứng xem nhé này chứ bị bật. Sợ phật à? Sợ phật đấy. Đất đi, đất đi, đất đi, đất đi. Queo. Mình buộc nó lạch các bạn. Biết rồi, buộc bị lạch ấy. Bên mé này có 28. Mé này có 28 bên kia 34. Ai lại vợ yêu một lại. Ồ. Hai dây thoải mái mà. Vẫn luôn được vào ấy. Mình được nhưng mà nghĩa mình đang muốn cái cây khi vào nó phải thẳng thẳng lên. Được rồi xem. Thử.
nhỡ đâu mà được, nhỡ đâu bé. À, một mé cao một mé thấp thì được nhỉ. Không biết, không biết đâu. Để cháu bơm chưa? Bơm, bơm, bơm. Được chưa? Vừa vừa vừa, lên tiếp đi. Vừa 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 cho bạn lên tiếp. Ui, lên cả xe rồi. Ôi, cố đi. Ôi giời, xịn thế nhỉ. Ui giời, ai làm mà đẹp thế nhỉ. Ui. Ui, đâu có đưa từ. Xem lại. Hình như cho thấy là đang lệch cậu tháo ốc ra đó. Bình tĩnh. Lệch ở đấy không quan trọng, chỉ ở đây nè. Đẹp đấy. Ở trên này nó chưa bằng độ của sắp nè. Có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy. Bình tĩnh á. Không sao được, bộ lắm rồi. Đúng rồi, cứ phải bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Ê, lên rồi đấy cậu nhỉ. Thất dây á, lên đi. Vặn ốc kia ra đã. Nó vào đúng lỗ nhỉ. Hả? Cái tạch phát thì đủ vẫy nhỉ. Ừ. Nhà vặn đây xíu. Thất dây này nè. Đấy, thất dây của anh em ạ. Ở đấy là thành tài đúng không? Còn mà đất nó không vào là à quá đấy, là nếu đất mà văng vào mặt là thành xíu. Thành xíu luôn. Ừ. Bắt không vào là tài. Thì cũng tài đấy. Thì cũng tài hết đấy. Hay nhỉ. Vô đi. Đôi bình tĩnh đi. Để ném cái ti vào trước ạ. Ui, phải nút cả ti vào. Cái này phải nút vào mới được mà. Đấy. Sắp được một bên luôn nha anh em nhá. Hả? Nếu có cái gì mà làm chết. Nùng bên đây làm gì á? Chơi. Làm chơi. Bay nhảy. Lưu lộng. Mê. Dạo này hư hỏng quá à. Anh chơi với mày nhảy lêu lổng như là hư hỏng phải không? Lên đi, lên nữa đi. Ây, từ từ. Hạ vừa nhá, đừng hạ quá nhá. Cậu bỏ tay lái. Nhỡ đâu nó nhỡ tay ấy. Thì tất nhiên là phải từ từ rồi nhưng mà lấy. Rồi, thôi, phá đi. Từ từ. Xem anh em xem đấy. Có bị đẩy ra ngoài không? Không sợ, cái này lên là nó bỏ cái sóc này. Đấy, tí nữa lắp được vào mình sẽ quay anh em xem tiếp nhá. Nó hơi lích ấy. Cười em mất rồi. Em ơi, cái này vào rồi này anh em ơi. Cái này vào ok rồi. Cái này tự nhiên lại vào được cái gì? Thế mình lạ ấy. Có ăn nọ đấy. Có lạ không cậu? Nọ. Ăn ở mày. Ăn ở nhà lọt thoảng. Lên một tẹo nữa đi. Lên nha. Xiên ơi. Rồi, ok. À, nùng đang vẫn còn rắn đi rắn lại bên trong đây này anh em. Cậy. Mãi chả thấy vào.
Đấy. Đây con lợi đi vào rồi mà nùng mãi không vào. Người có kinh nghiệm mà khác hả? Không phải. Vợ, chưa lấy vợ. Ừ, mày bảo là người có tuổi khác. Kinh nghiệm lấy cái đấy vào tao còn bây giờ nhá. Có thể vào ngay. Có tuổi. Nhưng mà như là người có phải một lúc mới vào lung tung đi chứ chắc là vào được cơ. Cày nhé. Còn vậy thì không có cái gì mà bồi dưỡng là không vào. Chết bồi dưỡng này. Hay nhé. Đấy, học quái đi, có người học quái người có tuổi. Quá mới phải học người có tuổi đi. Thôi rồi. Ừ. Sếp ra lệnh về ăn cơm. Về ăn cơm mà lại ăn khoe đấy làm gì? À sếp. Về ăn cơm ăn khoe làm gì? Bây giờ cô Lợi đang tiến hành làm nốt cái phần này. À Nguyên à. Lấy một cái con ốc nhé. Nó vướng gì không? Không để vặn con ốc, vặn con ốc. Đấy. Vậy thì phải học ngoài đi. Điên thế đấy. Vào nó cả vấn đề. Vào cứ vào. Không đính. Vào gì? Vào đâu? Thì đi. Đính gì thì cũng phải biết đường chứ. Tàn cái gì tàn cái quan. Liên quan vậy. Đấy. Chú Lợi này bắt đầu liên quan rồi đấy. Đã bộ là vào hay không vào thì cũng phải từ từ. Tao có. Tàn cái rất là Hưng là Hưng này có khi nó phải làm vào luôn đi. Hưng này là nó có kinh nghiệm rồi. Chửi rồi. Tao bây giờ hai con rồi. Không vào. Không vào. Không vào. đúng sự thật luôn là sự thật. Quen với anh em á, muộn rồi đến giờ ăn cơm rồi các bạn. Nồng người đó làm nốt bộ nó đòi vào vào sao được lâu wow Argentina vô địch. Đấy xong mình sẽ quay anh em xem tiếp nha. Này ngay về ăn cơm luôn. Ok đấy, xong rồi xong rồi. Không vặn nữa rồi. Hết cỡ chưa? Tao đã dừng luôn chứ. Không phải hết cỡ mà nó bị sao ấy. Nó bị xoay trục cái gì? Hả? Trục xoay. Trục xoay chứ. Bên đây là nới thêm 3, 4, 4 phân rồi. Phần xong quá. Bây giờ là cơ một đây. 4 phần sắp. Chiều đi đâu? Chiều đi đâu? Mày có em nhắn tin cho mình ai mà đẹp trai thế nhỉ vậy? Yêu thế nhé. Để ăn cơm cậu. Đói lắm rồi. Tập nhìn.
lắm rồi. Vội lắm rồi. Hai con vẽ vào vậy mà còn lâu vậy. Vẽ vặn vậy mà. Ok nhỉ? Tiền tiền lắm. Tiền gì? Lợi nhẹ. Gì lên thiên? Sao con Rufin này chán thế nhỉ? Nó lại ở giữa cái chỗ này khó chơi thế nhỉ? Ê chú lắp ấy chứ. Không, nó vậy mà. Ờ, mình xoay được mà. Cơ đầu tiên mình phải xoay được cả con Rufin. Đây. À đây, để lắp. Đi. Luôn. Tuyệt vời nhỉ. Quá tuyệt vời là đã có người yêu. Đấy, mình đã nâng cái này lên khoảng 4 phân anh em ạ. Không biết là sau này nó như thế nào. Ok, về đây. Lắp xong cái này là về. Thôi không cần mắt ốc đâu. Để đấy cũng được. Về. Bụi quá. Có khả năng là tầm tầm như bọn chưa lấy vợ thôi. Làm sao tìm nhau giữa biển trời. Vào lại chuột đâu vậy? Thôi về ăn cơm đây, cậu đây. Bye bye đi chú. Bye bye. Thôi đi bye bye, đi về đi, đừng kiếm nữa, đi về đi.